ca sĩ Trung Hậu sinh ngày 17 tháng 11 năm 1983 tại Tiền Giang và là một trong những nữ ca sĩ trẻ tuổi của dòng nhạc trữ tình quê hương. Với gần 20 năm ca hát, tuy không nổi đình nổi đám như những ca sĩ cùng thời, nhưng chị cũng được xem là thành công trong nghề. Bằng chất giọng trầm ấm ngọt ngào, ca sĩ Trung Hậu đã ghi dấu của mình trong lòng khán giả qua một số ca khúc như Nếu đời không có anh, Tím buồn bằng lăng, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Tâm sự với anh v.v. Vốn là một ca sĩ được đào tạo để trở thành đào cải lương, nhưng cô gái của miền sông nước Tiền Giang lại có cơ duyên với những ca khúc trữ tình mang âm điệu buồn. Có lẽ vì vậy mà dù thành công trên sân khấu nghệ thuật, nhưng cuộc đời của ca sĩ Trung Hậu lại không mấy bình yên. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, chị chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc nhưng vẫn không thể quên tâm sự rằng mọi nỗi đau trong đời của chị đều vì trữ tình mà ra, khiến không ít khán giả bất ngờ. Sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm ê chề. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến. Ca sĩ Trung Hậu bước vào nghề ca hát khi còn khá trẻ, đầu những năm 2000, tuy chưa được 20 năm tuổi đời, nhưng sự nghiệp của chị đã lên đà thăng tiến. Lúc đó, ca sĩ Trung Hậu được khán giả mến mộ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, phúc hậu ngọt ngào như chính những giai điệu mà chị thường hát. Nhưng rồi cuộc tình với con trai của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc khiến Trung Hậu bị dư luận chỉ trích nặng nề vì cụm từ người thứ ba. Chuyện tình cảm của chị bị phản đối dữ dội bởi nghệ sĩ Hải Gia Bảo, con riêng của chồng Trung Hậu, luôn mang cảm giác oán trách vì cho rằng chị đã phá vỡ hạnh phúc của ba mẹ mình. Khi được phóng viên hỏi có phải do hát nhạc tình buồn nên cuộc sống của chị mới gặp nhiều rung bão đến vậy, ca sĩ Trung Hậu bình tâm chia sẻ rằng: tôi nghĩ đúng, nhưng chỉ một phần. Không riêng trong showbiz, những con người ở đời thường cũng vậy. Ai cũng có một số phận, chuyện vui buồn sướng khổ đều do cảm nhận của mỗi người trên vị trí của họ. Trong cuộc đời, tôi may mắn khi gặp được ông xã. Mặc dù trước đây chuyện tình cảm của chúng tôi khá ồn ào, bây giờ mọi việc đã rõ ràng. Những gì có được ở hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng vì chúng xứng đáng với những gì mình đã hy sinh. Sóng gió khổ đau đã qua, tôi luôn nhủ lòng đây chính là bài học trên đường đời để bản thân biết sống từng ngày, biết trân trọng hơn hiện tại. Gieo nhiều nỗi trái ngang cho người làm hề trẻ. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là... Gần 20 năm sống với gia đình nhà chồng, ca sĩ Trung Hậu đã dần khẳng định cho mọi người thấy được tình cảm chân thành của mình. Về chuyện gia đình, ca sĩ Trung Hậu chia sẻ: ba chồng là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, dù sao vẫn là người lớn nên cái nhìn bao dung hơn. Ba mẹ chồng cư xử với chị rất tốt. Hiện tại cơ hội gặp ba mẹ không nhiều vì hai người đã sang Mỹ định cư. Dịp lễ Tết ba mẹ đến thăm hoặc vợ chồng nghệ sĩ Trung Hậu sẽ đưa các con về chơi với ông bà. Vào dịp hè, chị vẫn thường đưa các cháu sang thăm ông bà nội và gia đình của chị ở Mỹ. Còn về phần nghệ sĩ Hải Gia Bảo, con riêng của chồng Trung Hậu, chị tâm sự rằng chị và Gia Bảo ít có cơ hội gặp nhau, chủ yếu ở những dịp đi diễn chung. Ở hậu trường, ca sĩ Trung Hậu và Gia Bảo cũng ít khi trò chuyện vì có lẽ mỗi người một suy nghĩ. Dù không nói chuyện nhiều nhưng mối quan hệ của cả hai cũng không hề căng thẳng như mọi người vẫn nghĩ. Ca sĩ Trung Hậu tự tin rằng mình có suy nghĩ thoáng, biết mình nên làm gì. Chị không làm phiền cuộc sống của ai và mong mọi người cũng vậy với chị. Chị xin gác mọi ồn ào liên quan đến chuyện Gia Bảo sang một bên. Thời điểm này, chị muốn sống cho chính mình. Biết rằng người đi là trái tim đâu còn giữ lại tình quê thiết tha. Tiễn một người đi, sân bay buồn hiu hắt. Hiện tại, ca sĩ Trung Hậu đã là người có gia đình, có con nên chị suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, chị biết cảm thông và cho đi nhiều hơn. Sự thật có như thế nào, chị cũng đã là người có gia đình thì đừng bao giờ coi bày ra trước dư luận để mọi người có cơ hội bàn tán.
nói về những chuyện đã qua để đếm được những lần chị khóc chắc không xuể. Chị khẳng định cuộc đời của chị, mọi khổ đau đắng cay cũng vì hai chữ tình mà ra. Chị xác định khi đã sống trong showbiz, thị phi là điều hiển nhiên, phải đối diện. Quan trọng nhất là cách mà chúng ta nhìn nhận và vượt qua chúng như thế nào. Khi mình không làm sai, tâm lúc nào cũng an nhiên, giấc ngủ không bao giờ mộng mị. Ca sĩ Trung Hậu cũng chia sẻ thêm, tính tôi chưa bao giờ thích phô trương hay ưa chuộng sự ồn ào, nhưng đã theo con đường nghệ thuật, chuyện gì đến sẽ đến. Thậm chí những chuyện chúng ta chưa bao giờ mong muốn, tôi chưa bao giờ muốn dùng scandal hay đánh đổi mọi điều gì đó quá đắt để đánh bóng tên tuổi. Bước lên đỉnh cao của danh vọng, chị cười nói, tôi không xó mọi người thấy Trung Hậu trên sân khấu lung linh, lộng lẫy như thế nào, nhưng khi ánh đèn buông xuống, tôi là một bà nội trợ bình dị. Tôi thích nấu ăn, cảm nhận hạnh phúc, may mắn khi chồng và con luôn thích ăn những món tôi nấu. Tôi nấu dở hay nấu ngon, chồng con đều không dám chê, vì chê thì lấy ai ra nấu cho ăn. Dấu lệ vào tim, để anh xuân mang niềm khát vọng về nơi xứ xa. Chúc cho người đi tương lai nhiều may mắn, ngày mai trở lại lời hẹn. Chia sẻ với người chồng của mình, ca sĩ Trung Hậu cũng cho biết chị với ông xã không chỉ là bạn đời mà còn là bạn đồng hành của nhau. Những lần chị đi diễn, nếu thuận tiện, anh đều lấy xe chở chị đi, mang theo máy tính để ghi lại những khoảnh khắc của vợ. Mấy chục năm qua, anh còn là một khán giả trung thành của chị trên mọi nẻo đường. Chính vì hiểu nhau quá, chia sẻ với nhau quá nhiều nên đôi lúc dẫn đến việc bùng nổ. Lúc trước tính chị nóng nảy vì chồng chiều chuộng quá mức, chị hay nổi cáu, anh luôn im lặng. Thời gian qua đi tính tình thay đổi ít nhiều, bây giờ mỗi khi giận, ca sĩ Trung Hậu im lặng luôn, có khi không nói chuyện với nhau đến 2-3 ngày. Có lẽ đây là phương án hữu ích để khiến không khí gia đình không ồn ào. Những lúc vui đùa, ca sĩ Trung Hậu thường hay bảo chồng rằng anh có biết cục ghen còn lớn hơn cả con người anh. Những lúc như vậy, chồng chị chỉ gật đầu, cười vì hiểu rõ chính bản thân anh. Nhưng khi đi qua những thăng trầm trong gần 20 năm, ông xã của Trung Hậu đã có nhiều cơ hội để nhìn nhận con người của chị. Chồng chị vẫn còn ghen đấy chứ, nhưng ghen có lề lối hơn, đúng chỗ và không còn bốc đồng. Điều gì đi trong cuộc sống chị luôn cảm nhận từ tốn, không có gì buộc mình phải vội vã. Hơn hết là việc chị sống mở lòng hơn để đón nhận mọi thứ. Nếu điều gì không may xảy ra, ca sĩ Trung Hậu chọn đối diện và tìm cách vượt qua. Còn niềm vui cũng hãy cảm nhận một cách từ tốn, không có gì để vội vã và vội vàng.